Thưa quý vị, anh Mai Anh Đức, một người dân Đà Nẵng, từng là bệnh nhân mắc COVID-19. Sau khi khỏi bệnh, đã thành lập Team 687, dự án chế tạo nước sát khuẩn và lắp đặt miễn phí buồng sát khuẩn tự động, máy khử khuẩn di động nhằm hỗ trợ cho các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch, không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn các tỉnh thành khác đang là tâm dịch. Có mặt tại địa điểm lắp đặt máy khử khuẩn di động của Team 687, chúng tôi thấy các thành viên trong nhóm đang tập trung làm 20 máy sát khuẩn tự động với 2.000 lít dung dịch sát khuẩn để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại điểm nóng Bắc Giang và Bắc Ninh. Dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn thành và giao cho các tỉnh. Anh Mai Anh Đức, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cho biết, được đầu mình thành lập Team 687. Nguồn kinh phí thực hiện đều do nhóm anh tự nguyện bỏ ra. Còn đợt này, khi tái khởi động, thì Team 687 nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức ủng hộ. Trong đó, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã phối hợp với nhóm để hỗ trợ nước sát khuẩn và các máy, chi viện cho các tỉnh là tâm dịch tại miền Bắc. Trong những ngày mà mình ở bệnh viện, thì mình thấu hiểu được cái sự vất vả, hy sinh của cái tuyến đầu chống dịch. Cái việc này nó cũng nung nấu cho mình trước khi mình bị Covid. Tuy nhiên là khi mình vào trong đó thì nó càng cho tăng thêm cái nghị lực cho mình, quyết tâm hơn để mình mong muốn hoàn thành một cái chiến dịch mà để mình hỗ trợ cộng đồng, mình tri ân lại cái đội ngũ y bác sĩ. Qua kinh nghiệm chế tạo dung dịch sát khuẩn và buồng sát khuẩn tự động trước đây, đợt này anh Mai Anh Đức đã cải tiến thiết kế máy khử khuẩn di động gọn nhẹ, dễ di chuyển, có độ cảm biến cao, gồm hai đầu phun phía trên và dưới. Khi người dùng đưa tay qua khu vực cảm biến, thì máy sẽ phun hơi sương lên khắp người trong vòng mấy giây. Toàn bộ quy trình đều tự động, hoàn toàn tránh tiếp xúc với máy, ngăn ngừa việc lây nhiễm dịch. Còn loại dung dịch sát khuẩn dùng trong máy do nhóm anh chế tạo đã được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận độ an toàn và khả năng diệt khuẩn đến 99%. Được biết, các thành viên trong Team 687 là nhân viên làm việc trong công ty riêng của anh Mai Anh Đức, vừa làm công việc tại công ty, vừa sắp xếp thời gian để chế tạo các máy. Ai cũng làm với tinh thần tự nguyện, mong muốn tri ân tuyến đầu chống dịch. Em cảm thấy mình còn đi làm được khi mình cố gắng mình tham gia những hoạt động như này. Thì thành lập cái đám 687 này, thì em tham gia là một thành viên của nhóm. Thì em luôn luôn là gọi là có cái nhiệt huyết và muốn công việc đem đóng góp một công sức nào đó để em giúp hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch hiện nay. Trải qua 4 đợt dịch, đến nay Team 687 đã chế tạo và hỗ trợ 50.000 lít dung dịch sát khuẩn, hàng chục buồng sát khuẩn và máy khử khuẩn tự động cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng, trung tâm hành chính thành phố và các tỉnh thành lân cận. Gần đây nhất cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang 1.500 lít dung dịch sát khuẩn và 6 máy khử khuẩn di động. Với việc làm tử tế của anh Đức và Team 687 đã thể hiện được sự nghĩa tình sâu nặng của người dân đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng làm hậu phương để sẻ chia khó khăn cho tuyến đầu, góp phần chung tay cùng thành phố và cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.